Tập phim này lại là sự tiếp nối những câu chuyện trong cuộc phiêu lưu của Sean Hartmith cùng gia đình của mình. Cuộc chiến lần này không chỉ có một mà có vô vàn các thể loại quái vật khác nhau, không biết đâu ra mà lắm quái vật thế nhở. Còn gia đình Sean sao lại có một sức mạnh phi thường như siêu nhân đến thế, vài đường đã hạ được một con, lạ không? Cùng xem tiếp để biết chuyện gì đã xảy ra nhé. Gia đình Sean lại bắt đầu một buổi sáng bận rộn, không chính xác hơn thì chỉ có mẹ Misae thôi. Misae tất bật vừa dọn dẹp chén bát vừa phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Sau đó lại vào đánh thức Sean dậy, đánh răng rửa mặt thay đồ cho luôn. Sean chỉ việc ngồi vào bàn ăn sáng mà thôi. Còn mẹ vẫn làm việc không ngơi tay, gấp mùng mền lại sạch sẽ rồi cho Sean đi học. Ai bảo làm nội trợ là sướng nào, vất vả đến mức không có thời gian ăn sáng. Mãi lo chăm sóc cho gia đình mà bỏ quên bản thân, da rẻ tóc tai ngày càng xuống cấp. Gục ngã thật sự, nhìn chán nản không cơ chứ. Hai mẹ con Misae đang nằm ngủ trưa, còn Bạch Tuyết thì đói bụng gào thét lên. Đột nhiên, cậu nhìn thấy phía sau bức tranh treo tường phát ra một luồng sáng chói lọi, từ trong đó có một quả cầu phát sáng bay ra ngoài. Nó biết nói này, không những thế nó bay khắp nhà quan sát mọi thứ, chợt nó tia thấy con khủng long của Sean nên liền nhập vào rồi bay đến sơ ly mì của mẹ Misae. Cùng lúc đó Misae cũng đã thức giấc. Cô mơ mơ màng màng, nhìn thấy con khủng long đang ăn mì mà không có chút phản ứng nào. Nó giới thiệu mình là người đến từ tương lai, là điều phối viên không gian và thời gian. Mẹ Misae vẫn tỉnh như ruồi, ủa đáng lẽ ra thấy như vậy phải lăn đùng té ngửa ra chứ nhở. Sean vừa về đến nhà đã nhìn thấy mẹ đứng chờ sẵn, ủ ôi nay còn bày đặt bận váy nữa cơ đấy. Đây là ai không phải mẹ tôi? Ôi trời đất ơi gì đây, sao lại ăn hết bánh sô-cô-la của Sean rồi, lại còn cứ làm ra cái bộ dạng như mấy cô nàng thiếu nữ ấy, lạ thật. Tôi đến bố Sean cũng về đến nhà nhưng không thấy ai cả. Nhìn thấy Bạch Tuyết có vẻ sợ hãi sụ ảng ảng rồi chỉ vào sau tấm tranh. Bố Sean đến coi thử thì ngạc nhiên chưa, xuyên qua bức tường là một cánh cổng kết nối với nhà Sean. Giống hệt như cánh cửa thần kỳ của Doraemon ấy. Nhưng vừa bước vào thì cánh cửa đã bị đóng lại. Nơi này có vẻ như là một thành phố. Có một con quái vật tàn ác khổng lồ đang tấn công người dân trong thành phố này. Từ sau lưng Hiroshi vang lên tiếng nói, quay lại thì nhìn thấy một cô gái trẻ trung xinh đẹp, tựa như trong truyện tranh ấy. Cô ấy tiến về phía con quái vật giáp mặt với nó. Lúc này Sean cùng Hima từ đâu chạy ra, bố con nhà này thấy quái vật không sợ mà máu mê gái lại nổi lên, không muốn hiểu. Nó phun ra những tràn lửa tấn công cô gái, cô dùng cây gậy trái tim biến thành cái búa rồi đập liên hồi vào đầu nó nhưng không hề hấn gì, ngược lại nó vẫn tiếp tục phun lửa. Ngay lúc nó sắp bắn vào bố con Sean thì cô ấy bay đến chặn lại, rồi từ từ đẩy nguồn năng lượng đó vào lại trong miệng con quái vật, khiến nó ngã xuống. Sau đó cô dùng phép thuật thu phục nó, thế là con quái vật đã bị hạ gục trong tích tắc. Sau khi giải quyết xong con quái vật thì cô gái ấy bỏ đi mất. Sean nói cũng không biết gì vì chỉ đi theo mẹ đến đây thôi. Sau đó mẹ Misae cũng xuất hiện. Thế giới sau 3 phút sau. Lúc này, người tương lai mới nói rõ ra rằng hệ thống không gian thời gian này đã được phái đến thế giới này. Chẳng mấy chốc thế giới này sẽ bị hủy diệt. Để ngăn chặn chuyện đó thì người tương lai mới đến đây. Con quái vật lúc nãy đã bị cô gái kia tiêu diệt. Nhưng không chỉ có một con mà từ cái kén này sẽ tiếp tục xuất hiện thêm quái vật. Tất cả là do không gian thời gian bị đảo lộn. Vẫn còn đang thắc mắc về cô gái xinh đẹp kia thì cái mông của khủng long phát tín hiệu, đi thôi. Lại đi qua bức tường, trong đám mây đen lại xuất hiện cái kén, rồi sau đó biến thành một con quái vật khổng lồ, khiến cư dân hoảng loạn bỏ chạy. Lúc này mẹ Misae cầm con khủng long xoay phần mông lên và nói biến hình. Hóa ra cô gái xinh đẹp kia chính là do mẹ Misae biến thành, một cú sốc văn hóa đến từ vị trí Sean và bố. Nếu đưa được quái vật về trong vòng 3 phút kể từ khi nó xuất hiện thì sẽ xóa bỏ được sự đảo lộn không gian thời gian, sau đó gia đình Sean sẽ được trở về thế giới thực. Lý do biến hình được như ban nãy là vì người quản lý thời gian không gian có hệ thống toàn năng ứng phó, nhưng vì người tương lai rơi vào trạng thái không thể biến thân được, nên chỉ có thể tìm người đại diện cho chính nghĩa và ban tặng cho họ năng lực đó thôi. Lòng bảo vệ công lý càng mạnh thì sức mạnh càng lớn hơn người tự ban cho mình sức mạnh. Nhưng đây chỉ là gia đình bình thường thôi, thì làm sao có chính nghĩa công lý gì chứ? Lý do người tương lai không biến thân được là vì đã nhập vào con búp bê này rồi, nên hệ thống định vị đã chọn gia đình Sean rồi. Tất cả đều là tại ly mì thơm ngon kia. Thôi ông ạ, tham ăn thì nói chứ còn đổ thừa tại bị gì nữa. Thôi thì đã lỡ rồi thì chơi tới luôn. Mà ông đến từ tương lai thì chắc cũng biết tương lai sẽ xảy ra gì đúng không? Xem dùng tí đi, tương lai của bố có lên được chức trưởng phòng không? Để mẹ còn được nở mày nở mặt nữa, rồi Hima có được tự hào khi có anh trai là một anh chàng đẹp trai được bao cô gái vây quanh không? Hết nói nổi cái gia đình này,
Đừng có mà mơ mộng hão huyền nhá, chừng nào đám quái vật kia vẫn còn thì đừng mơ đến tương lai. Đúng vậy, vì một tương lai tươi đẹp của tất cả mọi người, nhà Nohaza tiến lên biến hình rồi thu phục quái vật thôi nào. Lần này là một con trâu thành tinh, ngươi đừng có mà lộng hành nhá, đã có siêu nhân Hiroshi ở đây, úi cơ bụng nở nang chưa này. Tiến lên, dù chưa lệch về kích cỡ nhưng bố Shin vẫn đỡ được một cú đấm nặng nề từ con quái vật, đừng có mà giỡn mặt với ông bố hai con này nhớ. Sau đó bố Shin dùng áo choàng làm lá chắn bò tót, thấy màu đỏ là con quái vật sôi máu, nhưng mục đích là để lừa quay vòng vòng mất tập trung, rồi chốt hạ bằng cú đấm từ dưới cằm lên làm quái vật xỉu ngay tại chỗ luôn. Thu phục thôi, có con nào mạnh hơn không chứ con này yếu quá này. Lại có quái vật đến nhưng vì mẹ Misai tập trung thêu thùa may vá quá nên thôi để con gái làm hộ mẹ. Khi ma biến hình cưỡi thêm chú vịt vàng bé xinh. Đây là con quái vật chim. Nó dùng cánh quạt cho gió nổi lên thổi bay luôn cả Hima rồi sau đó dùng chân gáp cô bé lên. Hima sợ hãi khóc ré lên, ngay lập tức từ miệng con vịt phóng ra những tia điện khiến con chim bị giật điện tưng tưng biến thành chim quay luôn. Ủa vậy cũng được nữa hả? Cái sức mạnh lạ lùng gì thế không biết. Con này trông như con rết ấy nhở, đến lượt mẹ Misae trổ tài rồi. Nó rượt theo cô nhưng không cắn chúng phát nào. Misae sexy biến cây gậy phép thành máy hút bụng. Phải cỡ vầy mới trị được mấy tên dài lòng thòng như này. Hút kém một con quái vật đã bị thu phục. Xong rồi. Bố Shin vừa đi làm về mệt mỏi, nhưng nghe đến quái vật là hí hửng ra đón tiếp. Nhưng con lần này có vẻ khó xơi đấy. Xung quanh đầu nó phát ra những tia sét. Bố Shin vừa lao đến đã bị những tia sét đó phản lại quật một phát dính vách luôn. Lần này sao lại có phóng viên đến thế? Mất hết cả mặt. Đột nhiên Shin từ đâu rơi xuống, úp thẳng con voi vào mặt bố mình. Cái tên này thấy gái là tương tớp dù đang trần như nhộng, có mà lên TV thì đừng bảo sao mất đời trai của con rồi đó nha. Để xin thay bố hạ nó, biến hình nào. Trước hết sẽ cho nó nếm mùi tất thơm ngon của bố Hiroshi, xin bay lên ném hai chiếc tất dí sát vào mũi con quái vật. Nó liền đứng hình sau đó dãy giụa, mùi này kinh khủng đến thế sao, ngay cả quái vật cũng phải đầu hàng. Vòng sét trên đầu nó cũng biến mất, thu phục luôn cho nóng. Cả nhà xin tụ lại nghỉ ngơi sau một ngày vất vả, dù khá mệt nhưng vẫn mong chờ tới lần biến hình tiếp theo. Hôm sau bên ngoài xuất hiện một con quái vật cá tấn công một nhóm người. Nó nhảy lên mặt biển tạo đợt sóng nước, khiến những người này bị hất văng ra khỏi cano. Thấy trai đẹp là mắt mẹ xin sáng choáng. Phải rồi, đây là lúc chứng minh siêu năng lực của thiếu nữ xinh đẹp Misae. Cô bơi tới nắm đuôi con cá một cách ngon ơ rồi kéo nó quăng ra xa. Sau đó tạo một cơn lốc xoáy cuốn con cá vào trong đó. Quay trong máy xây sinh tố một hồi khiến con cá chóng mặt mà xỉu đi. Giải quyết xong con quái vật thì Misae đi ra biển, dùng sức nước đưa tất cả mọi người vào bờ an toàn. Được khen là nữ thần khiến cô sướng run người. Tiếp sau đó lại xuất hiện một con quái thú cua, nó phá tan các ngôi nhà xung quanh. Misae không thể ngồi yên mà tiếp tục biến hình, xin mà thấy là chảy nước miếng liền. Cô quăng nón phép thuật về phía con cua. Chiếc nón trông mềm yếu thế thôi nhưng nó vô cùng sắc bén có thể chém gãy cảng con cua ngọt xớt. Giờ thì thu phục thôi, cua rang me hay cua hấp bia ngon ta. Về phía bố Hiroshi cơ bụng lực lưỡng, anh đang đối đầu với một tên quái vật trắng xóa đang thiêu rụi các căn nhà. Đừng lo, đã có siêu nhân ở đây. Bố xin dùng sức căng lồng ngực thổi một cái phủ, một làn gió không thể nào mạnh mẽ hơn thổi vào người con quái vật cuốn trôi cả lớp áo bên ngoài, hiện diện ra con người thật của nó, tiếp sau đó là thu phục thôi. Còn bên phía Shin, một người đàn ông nhấc nhác cầm thêm cây đàn guitar đứng trên nóc tòa nhà làm nhà một mình. Chờ Shin xuất hiện, hắn đập cây đàn vào Shin nhưng bờ mông quyến rũ của Shin bẻ gãy nó cái một. Sao thu phục yêu quái giờ đơn giản thế nhở, cứ tưởng sẽ đánh nhau máu lửa lắm cơ chứ. Mệt rồi thì về nhà làm cốc mì lấy lại sức. Vì không biết lúc nào quái vật sẽ đến nên cả nhà luôn trong tư thế sẵn sàng. Nhưng sẵn sàng ở đây đâu có nghĩa là để nhà cửa bừa bộn thế này đâu chứ. Theo lời người tương lai thì đảo lộn không gian thời gian đang nhỏ dần đi, không biết còn biến hình được mấy lần nữa nhờ. Chiến đấu tiếp nào, gia đình xin rất cố gắng tiêu diệt bọn quái vật để bảo vệ hòa bình thế giới. Cơ mà quái vật gì mà đẻ lắm thế không biết, đến cả siêu nhân cũng kiệt sức vì quá ư là nhiều đi. Chiến đấu hăng say quá để rồi nhìn căn nhà đi, còn tệ hơn cả chuồng heo nữa đấy. Bố mẹ xin vì muốn được chiến đấu nên cứ nằm lì ra đấy chờ quái vật, quyết định không đi làm. Bỏ bê việc nhà chỉ để chờ chiến đấu với quái vật. Thật ra lý do mà bố mẹ xin muốn chiến đấu đến vậy chỉ đơn giản là vì chỉ khi biến hình thì họ mới trở nên tươi trẻ căng tràn sức sống, thứ mà ở thế giới thực họ sẽ không thể nào có được nữa. Thôi thì thông cảm cho đấy. Tất nhiên là xin phải thực hiện bổn phận của người anh hai chăm sóc cho Hima, xong rồi còn tự chuẩn bị đồ đạc đến trường. Vì cái nhà đầy rác,
đến nổi tràn ra đến cửa luôn. Nhìn thôi cũng không muốn vào nên xe buýt đi luôn. Thế là Sinh phải đèo thêm em đi xe đạp đến trường, để yêu quái cho bố mẹ lo. Đến trường Sinh kể lại việc sửa chữa sự đảo lộn không gian thời gian trong 3 phút cho thầy cô, nhưng không một ai hiểu và nghĩ rằng đó chỉ là game thôi. Chợt trên TV phát tin, có một siêu thị đột ngột bị nổ tung, sau đó lại xuất hiện một đám mây đen bí ẩn trên trời. Thấy không ổn rồi nên Sinh tức tốc chạy về nhà. Y như rằng bố mẹ Sinh đã bị thương, trong 3 phút không thể tiêu diệt được con quái vật đó. Vì nó là con quái vật trùm nên rất mạnh, dù có quyền năng biến thân của điều phối viên không gian thời gian nhưng nó có giới hạn. Nếu như không thể đánh bại nó thì sẽ không kết thúc, cũng đồng nghĩa với việc thế giới sẽ đứng trên bờ vực diệt vong. Bố mẹ Sinh rất lo lắng vì trong 3 phút mà không đánh bại được quái vật thì sẽ bị thương nặng. Đám mây đen lúc này ngày càng tiến gần xuống và nó mang theo cái kén. Đám mây ngày càng lan rộng, thế giới của chúng ta rồi sẽ ra sao đây? Liệu có bị nó nuốt chửng không? Hãy cùng mình theo dõi diễn biến tiếp nha! Không thể ngồi yên đứng nhìn thế giới bị lâm nguy được, lần này người ra trận sẽ là Sinh. Sinh quyết tâm chiến đấu vì tương lai em gái được làm nữ sinh, cũng ra dáng anh hài phết đấy. Rồi bước vào thôi. Đó là một con quái vật màu hồng loè, nó vô cùng khổng lồ và có rất nhiều cái chân như xúc tu của bạch tuộc vậy đấy. Nhìn thấy sự dũng cảm của Sinh, các thành viên khác cũng không thể ngồi yên được mà quyết tâm cùng Sinh chiến đấu. Cả nhà Nohaza tiến lên. Đầu tiên là bố, biến hình xong thì bay ra chỗ con quái vật. Nhưng chưa kịp làm gì thì nó đã dùng chân đẩy nhẹ bố Sinh, dính vô vách tường thôi chứ không có sao hết. Tới lượt mẹ Misae, lần này lâu hơn xíu, cũng đập được 2 nhát búa xong sau đó cũng bị đẩy về lại chỗ cũ. Bố Sinh lại biến hình bay đến đấm vào chân nó, nhưng nó rất nhớt, rồi lại bị nó vả cho phát bay về trời luôn. Mẹ Misae thử lại lần nữa, bay đến chiếu tia phép thuật vào người nó, nhưng không hề hấn gì. Trên người nó chợt mọc ra một con mắt, rồi bắn một luồng điện vào người Misae, kết quả vẫn y như cũ. Hai người thay phiên nhau tấn công nó, dùng hết chiêu này đến chiêu khác mà nó vẫn đứng nguyên một cục đấy không xi như gì, trong khi bố mẹ Sinh thì phai tàn héo úa cạn kiệt sức lực. Đột nhiên máy bay của đội tự vệ bay đến, tất cả đồng loạt bắn tên lửa về phía nó. Nhưng cơ thể của nó lại xuất hiện ra những lỗ hổng, tên lửa bay qua cái vèo ngon ơ không trúng miếng thịt nào của nó luôn. Đến lượt quái vật, nó mọc ra 2 cái tay bóp nát những chiếc máy bay tan tành trong nháy mắt. Không còn cách nào khác, chỉ có thể trông chờ vào Sinh thôi. Sinh biến hình, vẫn phải chừa ra cái mông mới chịu, bay về phía nó nhưng nó liền dùng những cái tua đuổi bắt Sinh. Tay ở đâu mà mọc ra lắm thế không biết, Sinh luồn lách né ra hết, né được cả tia sét nó bắn ra. Tiến sát lại gần Sinh thì nó liền biến thành hình mấy bàn tay tóm lấy cậu nhưng không dễ đâu nhá. Xui thay đang bay thì tên lửa của Sinh hết năng lượng, đến cả năng lượng tự tạo ra cũng không đủ để bay, thế là rơi tọt xuống cái miệng hàng rào của con quái vật. Sinh, khoan đã, bùng, quào, một cú thả bom đi vào lòng người, đến cả con quái vật cũng say sẩm mặt mày, nhưng cũng nhờ đó mà Sinh thoát ra được và có lại năng lượng tên lửa. Con quái vật lại biến ra các tua đuổi bắt Sinh, do trượt cú đánh vào Sinh mà nó giọng thẳng vào tòa nhà bên cạnh, khiến nó đổ về phía gia đình Sinh. Sinh hốt hoảng bay đến đỡ lấy nó nhưng sức của cậu không đủ để ngăn nó. Ngay lúc tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc thì một thứ ánh sáng lóe lên, một bàn tay đưa ra bảo vệ gia đình Sinh. Ô ô siêu nhân Action! Thì ra do siêu nhân đã nhìn thấy được sự chính nghĩa của Sinh. Cả robot Kantamu và hiệp sĩ lợn Buzi Buzi cũng có mặt. 3 người hùng của Sinh đây rồi, vì Sinh tin tưởng họ khi Sinh gặp nguy hiểm họ đều sẽ đến cứu Sinh nhưng không ngờ chuyện này lại có thật. À có điều Buzi ở trong tranh vẽ nên giao tiếp hơi khó khăn tí, nhưng không sao. Họ sẽ hợp sức bảo vệ gia đình Sinh đến cùng. Bỗng huy hiệu của Sinh phát ra ánh sáng vàng rực, rồi bao lấy gia đình Sinh thành hình một quả bóng. Nó bay thẳng lên tít trời xa rồi tỏa ra những dải ánh sáng xuống phía dưới. Bùng, gia đình Sinh bỗng trở nên khổng lồ hệt như các anh hùng. Hóa ra lũ quái vật khác đã cho họ hợp sức rồi. Hết nước chấm luôn, tuyệt vời, đi giải cứu Diễm My thôi. À nhầm, giải cứu thế giới. Lần này là 10 phút, cố gắng chiến đấu thôi. Sinh lao tới đấm liên tục vào nó, Kantamu thì bắn súng. Siêu nhân Action dùng đến đòn Action kích rộng một phát mạnh mẽ vào nó. Riêng mẹ Misae ác chiến hơn, dùng tuyệt chiêu lấy mông đẻ người, một phát một in hàn lên con quái vật giấu mông luôn. Còn Buzi Buzi không thể làm gì khác ngoài trêu ghẹo nó, tiếc là làm bằng giấy nên con quái vật tiễn đi cái một. Bố Sinh bị hất một phát ngã sõng xoài, chợt nhớ đến bàn chân thơm lừng của mình nên tiến lên đạp vào người nó. Ngay lập tức nó phản ứng lại, biến thành màu xanh như ban nãy rồi dần dìu xuống. Không lẽ điểm yếu của nó là mùi hôi sao ta? Thử mới biết.
siêu nhân Action với Action Beam trưởng một quả cầu điện thẳng cái miệng 8m của nó. Hàng tiền đạo rụng rời hết trơn, lêu lêu quái vật bị móm. Tiếp sau đó với cú đấm Kantamu thì miệng của nó được kéo ra thành một lỗ đen. Cuối cùng là Shin, hãy tận hưởng bờ mông cùng làn hơi thơm tho từ ta. Bùm, con quái vật chuyển màu rụt mình lại rồ, y chuyển thành một màu vàng nhạt, biết tới bước gì chưa, thu phục thôi. Hoan hô giỏi quá, nhưng mà khoan, vẫn còn một con nữa. Đó chính là cái kén ở đám mây đen. Đột nhiên nó từ từ chuyển động rồi bay xuống dưới biến hình thành một cái mông rồi sau đó là Shin. Ủa, lòi đâu ra thêm một Shin nữa vậy? Là do năng lượng do sự đảo lộn không gian thời gian tạo ra, không chỉ đơn thuần tạo ra quái vật mà còn tạo ra kẻ thông minh nữa. Vì Shin là người mạnh nhất ở thế giới này nên nó biến thành Shin. Mình sẽ tạm gọi là Shin Fakediha cho dễ phân biệt. Shin Fake bay đến muốn so tài với Shin Hyu, nó sẽ sao chép Shin để trở nên mạnh nhất. Sao Shin Hyu lại sợ Shin Fake là thế nào? Người ta vừa sấn tới đã bỏ chạy, mọi người thấy thế cũng đuổi theo. Cứ đuổi theo mãi như này không phải là cách, hay thử dùng tất vô địch của bố Hiroshi xem sao. Nói làm liền, đeo tất vào tay Kantamu rồi phóng thẳng cú đấm về phía Shin Fake, để mát ra hai cái má cho nhá, thơm lắm đúng không? Shin vẫn còn sợ hãi nên tiếp tục bỏ chạy bay lên dọc tháp Tokyo, còn Shin Fake vì không thấy đường nên đâm sầm vào tháp, tắt hơi, buông xuôi mọi thứ rơi tự do. Shin thấy thế liền bay xuống làm đệm đỡ cho cậu ấy. Shin của chúng ta đã trưởng thành rồi, cậu hiểu người mạnh phải cứu giúp người yếu hơn và không đành lòng nhìn thấy Shin Fake rớt xuống mà không cứu. Bố mẹ Shin rất cảm động và ngưỡng mộ đứa con của mình, nhưng không thể tha cho cái tên làm đau con bà. Cú ngoái đầu này còn xịn hơn ban nãy khiến Shin Fake sợ hãi mà tan biến. Ánh sáng đã trở lại với thành phố, ba người hùng của Shin đã hoàn thành nhiệm vụ nên chào tạm biệt Shin rồi biến mất. Gia đình Shin được thu nhỏ lại. Sự đảo lộn không gian thời gian không còn nữa, khi trở về thì thế giới thực vẫn sẽ bình yên như cũ. Người tương lai nhắn nhủ vài lời cuối cùng, sau đó bay ra trả lại con khủng long cho Shin, rồi đưa nhà Shin trở về thế giới thực. Cả nhà lại tiếp tục cuộc sống bộn bề thường ngày và những ngày chiến đấu với quái vật vừa qua sẽ mãi là kỷ niệm đẹp đáng nhớ với gia đình Shin. Hết phim rồi, lần này gia đình Shin trông oách lắm đúng không các bạn? Tất cả cũng đều vì chiến đấu bảo vệ hòa bình cho thế giới. Nhưng đó cũng chính là bảo vệ cho tương lai của họ. Vậy theo các bạn ý nghĩa của chính nghĩa là gì? Hãy để lại bình luận phía dưới cho mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ like và đăng ký cho kênh bọn mình nha! Hẹn gặp các bạn ở những tập kế tiếp! Để biết thêm các diễn biến phía sau của bộ phim anime này, các bạn hãy nhớ thích video, bấm nút đăng ký, bật chuông thông báo để xem những tập phim mới nhất nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video review tiếp theo. By thirst.